Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Sáng ngày 31 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 tại trường Trung học cơ sở xã Ngọc Sơn. Về dự có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo các ban phòng ngành đoàn thể cấp huyện, cán bộ công chức, viên chức, hội viên học sinh và nhân dân xã Ngọc Sơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một nét đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Trồng cây trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, là động lực để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Theo chỉ tiêu tỉnh giao, năm 2023, huyện Thanh Chương sẽ phấn đấu trồng đạt 18.500 ha rừng tập trung, độ che phủ rừng đạt gần 54%. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương đơn vị, tổ chức phát động rộng rãi, thu hút mọi người, mọi nhà tham gia Tết trồng cây một cách thiết thực hiệu quả. Không phô trương hình thức, gắn trồng cây với bảo vệ cây, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng gắn với thực hiện các kế hoạch quy hoạch, các chỉ tiêu phát triển ngành lâm nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh. Trong những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng trên địa bàn huyện nhà, để lại hậu quả rất nặng nề. Với phương châm phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chung. Trong bối cảnh đó, chúng ta còn thậm chí lời chỉ dẫn của Bác Hồ ngày thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng, trồng thêm cây xanh sẽ góp phần chống xói mòn, hạn chế lũ lụt. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của gia đình và xã hội. Trên cơ sở đó, ngày 1 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án số 524 trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước trồng thêm được 1 tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu trồng cây vân tàn ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng vùng hồ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thực phát triển bền vững của đất nước. Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng năm nay với khí thế mới, quyết tâm mới, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho quê hương mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Sau hội trồng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 của đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể cấp huyện và đông đảo cán bộ nhân dân xã Ngọc Sơn đã tiến hành trồng cây hoa ban ở hai bên trục đường từ cổng trường Trung học cơ sở xã Ngọc Sơn đi quốc lộ 46, xung quanh khuôn viên nhà trường và các trục đường liên thôn liên xã. Cùng với xã Ngọc Sơn, tất cả 38 trên 38 xã thị trấn trên địa bàn huyện đều đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây. Tham dự Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão của xã Thanh Tùng có đồng chí Nguyễn Cao Thanh, trưởng phòng nội vụ và đại diện các ngành cấp huyện. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu của xã Thanh Tùng diễn ra trong không khí vui vẻ và phấn khởi. Sau lễ phát động ở xóm 5, các đại biểu và nhân dân đã đồng loạt tiến hành trồng cây ở khuôn viên nhà văn hóa xóm và trên các trục đường chính của địa phương. Trên cơ sở đó, để xây dựng nên các tuyến đường đẹp, tạo điểm nhấn cho địa phương, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Đợt này, toàn xã đã trồng được trên 200 cây cảnh như bằng lăng, sáo đen, hoa ban. Ngoài trồng các loại cây phân tán, địa phương cũng đã đẩy mạnh việc trồng và phát triển cây ăn quả, rừng trên địa bàn.
Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong dịp đón chào năm mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ phát triển rừng, tạo sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Tại khối 1A, Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. Về tham dự có lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành cùng với lãnh đạo ban chỉ huy, ban công tác mặt trận của 7 khối trên địa bàn toàn thị. Trong những năm qua, hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các khối trên địa bàn thị trấn đã hăng hái nhiệt tình tham gia tổ chức trồng cây. Theo kế hoạch, năm nay Ủy ban Nhân dân thị trấn đã hỗ trợ 200 cây bằng lăng, số cây sẽ trồng các tuyến đường chính và nhà văn hóa của 7 khối trên địa bàn toàn thị. Còn đối với bà con nhân dân ở các khối trồng cây ăn quả, trồng cây phân tán, với phương châm trồng cây nào sống cây đó. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã trồng và chăm sóc cây tại khối 1A. Đây cũng được xem là nhiệm vụ gắn liền với việc phấn đấu xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh, xứng đáng là lá cờ đầu và là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của huyện. Thực hiện đề án số 213 ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, hoạt động bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Chiều ngày 31 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn triển khai hoạt động kiểm tra trên môi trường số và bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của chính quyền địa phương. Về dự có đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, công chức văn phòng và văn hóa xã hội của 38 xã thị trấn. Tại đây, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung quan trọng về chuyển đổi số, nhận thức chung về chuyển đổi số, tổng quan về chuyển đổi số, định hướng chuyển đổi số trong tình hình hiện nay của tỉnh, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức và viên chức lãnh đạo. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng cấp thiết làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch tại cơ quan đơn vị. Toàn bộ nội dung này đều do đồng chí Đặng Văn Hóa, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện và văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện trực tiếp truyền đạt. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức các cơ quan đơn vị, định hướng xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện đạt mục tiêu có 6 xã về đích nông thôn mới và 2 xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, ngay từ đầu năm, các địa phương trên địa bàn huyện đều đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Về Thanh Tùng, trong những ngày đầu năm mới 2023 mới thấy không khí rộn ràng của phong trào làm nông thôn mới. Mỗi xóm là một công trường, nhất là sau khi có nguồn xi măng hỗ trợ cán bộ và nhân dân đều quyết tâm huy động nguồn lực làm giao thông nông thôn. Sau thời gian thực hiện, đến nay, Thanh Tùng đã hoàn thành 16 tiêu chí. Riêng 3 tiêu chí khó khăn nhất chưa thực hiện được, đó là giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa và trường học. Bởi đây là những tiêu chí đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Trong quá trình thực hiện, để động viên khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ngoài cấp nguồn xi măng, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mỗi xóm làm mới nhà văn hóa 20 triệu đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã đang tích cực vận động nhân dân hiến đất, góp công và tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì riêng với Thanh Tùng chúng tôi á, thì hiện tại mà để nói mà để xây cả cái tiêu chí thì cùng trước hết là phải vận động tất cả nhân dân vì làm được. Hai nữa là tăng cường kêu gọi con em xa quê, cả cái mạnh thường quân để tất cả các cái nội lực để mà đi làm cùng với quê hương là xây dựng nông thôn mới. Không chỉ riêng xã Thanh Tùng mà trong những ngày này, xã Ngọc Sơn cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông, với đặc thù là xã có địa hình rộng, khối lượng đường giao thông lớn, riêng đường xã gần 32 km, trong đó mới cứng hóa được 13 km. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tranh thủ cơ chế sự hỗ trợ của nhà nước, Ngọc Sơn đang tiến hành làm 4,8 km đường xã. Để đảm bảo cho công trình hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến sự đi lại của nhân dân trong dịp Tết, Ủy ban Nhân dân xã đang tập trung bám sát công trình, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ với phương châm làm đến đâu, hoàn thành đến đó. Xã là luôn luôn bám sát vào chỗ nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, chia các cái khung đoạn để hoàn thành đóng Tết, chứ cũng không làm gian trải cả mấy km.
mà làm theo cuốn chiều để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi lại sản xuất cùng như đoàn chút. Là huyện miền núi, đời sống của nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách không nhiều, nhưng để thực hiện đạt mục tiêu mà nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa 31 đề ra, phần đầu đến cuối nhiệm kỳ vào năm 2025, toàn huyện có 35 trên 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể cho từng năm. Theo đó, năm 2023, toàn huyện phần đầu có 6 xã về đích nông thôn mới, đó là Ngọc Sơn, Thanh Tùng, Thanh Thủy, Thanh Khê, Thanh Thịnh, Thanh Đức và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đó là Thanh Đồng và Thanh Mỹ. Đây là mục tiêu lớn nhất từ trước tới nay. Để thực hiện đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Để mà đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban nhân huyện tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo các phòng ngành liên quan, địa phương các xã có những cái giải pháp mà tích cực, cơ sở đó thì huy động các nguồn lực cũng như lồng ghép các cái nguồn lực sẵn có, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục là thực hiện tốt việc hiến đất, hiến tài sản là công góp của cũng như là hiến trí tuệ để mà thực hiện các cái giải pháp đồng bộ trong cái việc xây dựng 19/19 tiêu chí. Việc xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang góp phần hoàn thiện từng bước cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn xanh sạch đẹp hơn, đặc biệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, tăng cường khối đoàn kết trong đảng, trong nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Đây là cơ sở động lực quan trọng để mỗi địa phương phát triển trong chặng đường tiếp theo. Một mùa xuân nữa lại về, mang theo nhiều niềm vui và hy vọng mới. Bằng sự linh động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và ý thức tự giác của người dân, tin rằng năm 2023, Thanh Chương sẽ thực hiện đạt mục tiêu 6 xã về đích nông thôn mới và 2 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.